Chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày, lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh. Đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Sách dân số. Kiểm tra dân số. Tại sa mạc Sinai, ngày mùng 1 tháng 2, năm thứ hai kể từ khi con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập, Đức Chúa phán với ông Mô-sê trong lều hội ngộ rằng: Các ngươi hãy kiểm tra dân số toàn thể cộng đồng con cái Israel theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách mọi người đàn ông từng người một. Những người từ 20 tuổi trở lên, nghĩa là mọi người trong dân Israel đến tuổi nhập ngũ, thì ngươi và A-ha-rôn hãy liệt kê theo đơn vị của chúng. Mỗi chi tộc còn phải có một người giúp các ngươi. Người ấy phải là tộc trưởng. Đây là danh sách những người đứng ra giúp các ngươi. Chi tộc Ruven có Elisua, con Sơ-đê-ua. Chi tộc Simeon có Sơ-lu-mi-ên, con Su-di-sát-đai. Chi tộc Juda có Nắc-sôn, con Amminadab. Chi tộc Issachar có Nơ-than-ên, con Su-a. Chi tộc Zebulun có Eliab, con Khe-lôn. Con cháu Giu-se, chi tộc Ép-ra-im có Elisama, con Amihud. Và chi tộc Mơ-la-sê có Gam-li-ên, con Pơ-đa-xua. Chi tộc Benjamin có Avidan, con Gid-oni. Chi tộc Dan có Akhi-e-ze, con Ammi-sát-đai. Chi tộc AC có Park-i-en, con Ốc-ràn. Chi tộc Gát có En-gia-sáp, con Rê-u-en. Chi tộc Naphtali có Akhira, con Enan. Đó là những người đại diện của cộng đồng. Họ đều là những người phụ trách các chi tộc của họ, chỉ huy quân ngũ Israel. Ông Mô-sê và ông A-ha-rôn nhận những người vừa được chỉ định đích danh và triệu tập toàn thể cộng đồng vào ngày mùng 1 tháng 2. Người ta xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách những người đàn ông từ 20 tuổi trở lên, từng người một, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Ông Mô-sê kiểm tra họ trong sa mạc Sinai. Cuộc kiểm tra. Con cháu Ruven, trưởng nam của Israel, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một. Tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Ruven là 46.500 người. Con cháu Simeon, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một. Tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Simeon là 59.300. Con cháu Gát, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một. Tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Gát là 45.650. Con cháu Juda, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một. Tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Juda là 74.600. Con cháu Issachar, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một. Tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Issachar là 54.400. Con cháu Zebulun, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một. Tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Zebulun là 57.400. Con cháu Giu-se thuộc chi tộc Ép-ra-im, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một.
tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên mọi người trong tuổi nhập ngũ. Những người được kiểm tra thuộc chi tộc Ephraim là 40.500. Còn chi tộc Manasseh, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Manasseh là 32.200. Con cháu Benjamin, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Benjamin là 35.400. Con cháu Dan, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Dan là 62.700. Con cháu Ase, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc AC là 41.500. Con cháu Naphtali, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Naphtali là 53.400. Đó là những người đã được ông Môsê và ông Aharon kiểm tra, cùng với 12 người phụ trách Israel. Mỗi người phụ trách gia tộc mình, tất cả con cái Israel đã được kiểm tra theo gia tộc của họ. Từ 20 tuổi trở lên, tất cả các chiến binh trong dân Israel, tổng số người được kiểm tra là 603.550 người. Quy chế các thầy Lê Vi. Còn các thầy Lê Vi vì quy chế chi tộc của mình thì không được liệt kê vào số đó. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: riêng chi tộc Lê Vi, ngươi sẽ không kiểm tra và không liệt kê chung với con cái Israel. Nhưng hãy đặt các thầy Lê Vi phụ trách nhà tạm chứng ước, cũng như mọi vật dụng và tất cả những gì liên quan tới nhà tạm đó. Chính họ sẽ lo việc di chuyển nhà tạm và mọi vật dụng, sẽ phục vụ và dựng lều chung quanh nhà tạm. Khi rời nhà tạm, các thầy Lê Vi sẽ hạ nhà tạm xuống. Vào lúc nhà tạm dừng lại thì họ sẽ dựng nhà tạm lên. Còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Con cái Israel sẽ dựng lều, mỗi người nơi doanh trại mình, theo cờ hiệu của từng đoàn quân. Còn các thầy Lê Vi thì sẽ dựng lều chung quanh nhà tạm chứng ước. Như thế thịnh nộ của ta sẽ không giáng xuống cộng đồng con cái Israel. Các thầy Lê Vi sẽ phụ trách nhà tạm. Con cái Israel đã thi hành tất cả mọi điều y như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Thứ tự các chi tộc. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon rằng: con cái Israel sẽ đóng trại, mỗi người theo cờ hiệu và huy hiệu của gia tộc mình. Chúng sẽ đóng trại ở vòng ngoài, hướng về lều hội ngộ. Đóng ở phía đông, hướng mặt trời mọc, là cờ hiệu, doanh trại Juda theo đoàn quân của chúng. Đứng đầu con cháu Juda là Nachson, con Aminadab. Đoàn quân của chúng những người đã được kiểm tra là 74.600. Đóng trại bên cạnh chúng là chi tộc Issachar. Đứng đầu con cháu Issachar là Nethanel, con Sua. Đoàn quân của chúng những người được kiểm tra là 54.400. Tiếp theo là chi tộc Zebulun. Đứng đầu là Eliab, con Khelon. Đoàn quân của chúng những người được kiểm tra là 57.400. Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Juda là 186.400. Những người này sẽ đi tuyến đầu. Phía nam là cờ hiệu doanh trại Ruven. Theo đoàn quân của chúng đứng đầu là Elisua, con Sơ-đê-ua. Đoàn quân của chúng những người được kiểm tra là 46.500. Đóng trại bên cạnh chúng là chi tộc Simeon. Đứng đầu con cháu Simeon là Selumien, con Surisaddai. Đoàn quân của chúng những người được kiểm tra là 59.300.
Kế đến là chi tộc Gát, đứng đầu con cháu Gát là Enjasap, con Zeuen. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 45.650. Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Ruven là 151.450. Theo đoàn quân của chúng, những người này sẽ đi tuyến 2. Tiếp đó lều hội ngộ sẽ lên đường. Cùng với doanh trại Levi đi giữa các doanh trại khác, đóng trại theo thứ tự nào thì lên đường cũng theo thứ tự ấy. Mỗi người cứ giữ vị trí của mình tùy theo cờ hiệu của mình. Cờ hiệu doanh trại Ephraim theo đoàn quân của chúng sẽ nằm ở phía tây. Đứng đầu con cháu Ephraim là Elisama, con Amihud. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 40.500. Bên cạnh chúng là chi tộc Mơ-la-sê, đứng đầu con cháu Mơ-la-sê là Gamliel, con Pơ-đa-xua. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 32.200. Rồi đến chi tộc Benjamin, đứng đầu con cháu Benjamin là Avidan, con Gid-oni. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 35.400. Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Ephraim là 108.100. Tính theo đoàn quân của chúng, chúng sẽ đi tuyến 3. Cờ hiệu doanh trại Dan theo đoàn quân của chúng sẽ nằm ở phía bắc. Đứng đầu con cháu Dan là Achiere, con Amisaddai. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 62.700. Đóng trại bên cạnh chúng là chi tộc AC. Đứng đầu con cháu AC là Park-i-en, con Ốc-ran. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 41.500. Kế đến là chi tộc Naphtali. Đứng đầu con cháu Naphtali là Achira, con Enan. Đoàn quân của chúng, những người được kiểm tra là 53.400. Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Dan là 157.600. Chúng sẽ đi tuyến cuối cùng theo cờ hiệu của mình. Đó là con cái Israel được kiểm tra theo gia tộc của họ. Tổng số những người được kiểm tra thuộc các doanh trại theo đoàn quân của họ là 603.550. Riêng các thầy Lê-vi thì không phải kiểm tra cùng với con cái Israel như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Con cái Israel đã thi hành tất cả mọi điều y như Đức Chúa truyền cho ông Mô-sê. Họ đóng trại theo cờ hiệu và họ lên đường, mỗi người theo thị tộc và gia tộc của mình. Chi tộc Lê-vi, các tư tế. Đây là dòng dõi ông A-ha-rôn và ông Mô-sê. Vào thời Đức Chúa phán với ông Mô-sê trên núi Sinai, tên các con ông A-ha-rôn như sau: trưởng nam là Nadab, rồi đến Avihu, Elada và Ithama. Đó là tên các con ông A-ha-rôn, những tư tế đã được sức dầu tấn phong để thi hành chức vụ tư tế. Ông Nadab và ông Avihu đã chết trước nhan Đức Chúa vì đã dâng lửa phàm tục trước thánh nhan. Khi còn ở sa mạc Sinai, các ông không có con, chỉ còn hai ông Elada và Ithama thi hành chức vụ tư tế trước mặt ông A-ha-rôn, thân phụ các ông. Các thầy Lê-vi chức vụ của họ. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: hãy gọi chi tộc Lê-vi lại và đặt chúng túc trực bên cạnh tư tế A-ha-rôn để giúp nó. Chúng phải đảm nhiệm công việc của nó, cũng như công việc của toàn thể cộng đồng trước lều hội ngộ. Để lo phục dịch nhà tạm, chúng sẽ trông coi tất cả các vật dụng trong lều hội ngộ, đồng thời đảm nhiệm công việc của con cái Israel để lo phục dịch nhà tạm. Ngươi hãy trao các thầy Lê-vi cho A-ha-rôn và các con nó như những người được dâng hiến. Những người được dâng hiến mà con cái Israel nộp cho nó, ngươi hãy đặt A-ha-rôn và các con nó đảm nhận chức vụ tư tế, còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Tuyển chọn các thầy Lê-vi. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: đây, chính ta đã chọn các thầy Lê-vi giữa con cái Israel thay thế tất cả các trưởng nam. Các con đầu lòng trong số con cái Israel
cho nên các thầy Lê-vi thuộc về ta. Thật vậy, tất cả các con đầu lòng đều thuộc về ta. Từ ngày ta đánh phạt tất cả các con đầu lòng trong đất Ai Cập, ta đã thánh hiến cho tất cả các con đầu lòng trong Israel, của loài người cũng như của súc vật. Chúng thuộc về ta, ta là Đức Chúa. Kiểm tra các thầy Lê-vi, Đức Chúa phán với ông Mô-sê, hãy kiểm tra tất cả các trưởng nam của con cái Israel, tuổi từ một tháng trở lên, và lập danh sách chúng. Ta là Đức Chúa, hãy dành các người Lê-vi cho ta thay cho tất cả các trưởng nam trong số con cái Israel, và hãy dành súc vật của các người Lê-vi thay cho tất cả các con vật đầu lòng trong đàn vật của con cái Israel. Theo như Đức Chúa đã truyền, ông Mô-sê kiểm tra tất cả các con đầu lòng trong số con cái Israel. Tổng số các trưởng nam được ghi tên để kiểm tra, tuổi từ một tháng trở lên là 22.273. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng, hãy lấy các người Lê-vi thay cho các trưởng nam của con cái Israel, và súc vật của các người Lê-vi thay thế các súc vật của chúng. Các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Chúa. Để làm giá chuộc 273 trưởng nam của con cái Israel dôi hơn số người Lê-vi, ngươi sẽ lấy mỗi đầu người là 15 chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Ngươi sẽ đưa số bạc này cho Aharon và con cái ông làm tiền chuộc số người dôi ra kể trên. Ông Mô-sê đã nhận món tiền chuộc số người dôi ra mà các người Lê-vi không chuộc thay. Số bạc thu được của các trưởng nam trong số con cái Israel là 14 ký, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Ông Mô-sê đã trao số tiền chuộc cho ông Aharon và con cái ông này theo lệnh Đức Chúa, như người đã truyền. Các thị tộc Lê-vi, thị tộc Cơ-hát. Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông Aharon rằng, ngươi hãy lập danh sách con cháu Cơ-hát trong dòng họ Lê-vi theo thị tộc và gia tộc chúng, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những ai đến tuổi nhập ngũ, để chúng phục vụ trong lều hội ngộ. Dịch vụ của con cháu Cơ-hát trong lều hội ngộ là phụ trách các đồ thờ cực thánh. Khi nhổ trại, Aharon sẽ cùng với các con vào lều, cuốn bức chướng mà phủ lên hòm bia chứng ước. Chúng sẽ trải lên đó tấm bạt bằng da cá heo, và trên tấm bạt này sẽ phủ tấm vải toàn màu đỏ tía, rồi lắp các đòn khiêm vào. Trên bàn dâng tiến, chúng sẽ trải một tấm vải đỏ tía, rồi đặt lên đó các khay, ly, chén và bình dùng trong lễ tưới rượu. Bánh thường tiến cũng phải có trên đó. Chúng sẽ phủ lên một tấm vải đỏ thẫm và trải thêm tấm bạt da cá heo, rồi lắp các đòn khiêng vào. Chúng sẽ lấy tấm vải đỏ tía mà phủ trụ đèn và đèn, kéo cắt bấc đèn, các đĩa đựng tàn, tất cả các bình đựng dầu đèn. Chúng sẽ để chân đèn cùng tất cả các đồ phụ tùng vào một cái bao da cá heo và đặt lên cáng. Trên bàn thờ bằng vàng, chúng sẽ trải tấm vải đỏ tía và phủ thêm một tấm bạt da cá heo, rồi lắp các đòn khiêng vào. Chúng sẽ lấy các đồ dùng vào việc thờ phượng nơi thánh điện, đem bọc trong tấm vải đỏ tía, phủ thêm một tấm bạt da cá heo, rồi đặt lên cáng. Sau khi đã lấy cho khỏi bàn thờ và trải lên tấm vải điều, chúng sẽ đặt trên đó tất cả đồ dùng vào việc thờ phượng, bình hương, xiên, sẻng, bình rẩy, tất cả đồ phụ tùng của bàn thờ, phủ lên đó một tấm bạt bằng da cá heo và lắp các đòn khiêng vào. Khi Aharon và các con đã hoàn thành việc che phủ thánh điện cùng tất cả các đồ phụ tùng, lúc nhổ trại thì các con của Cơ-hát sẽ đến khiêng đi, nhưng chúng sẽ không được đụng tới các vật thánh, kẻo phải chết. Đó là những gì con cái Cơ-hát phải khiêng trong lều hội ngộ. Phận sự của Elada, con tư tế Aharon, là lo dầu đèn hương thơm, lễ phẩm thường tiến, dầu tấn phong. Nó phải trông coi toàn bộ nhà tạm cùng mọi vật trong đó, các vật thánh và các đồ phụ tùng.
Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon rằng: Các ngươi đừng để cho dòng họ và các thị tộc Cơ-hát bị xóa bỏ khỏi chi tộc Lê-vi, để chúng được sống chứ không phải chết. Khi tới gần các vật cực thánh, các ngươi sẽ xử với chúng như thế này: Aharon và các con sẽ đến và đặt mỗi người trước cái gì phải làm, trước cái gì phải khiêng vác. Như vậy, chúng sẽ không vào mà nhìn các đồ thánh, dù một giây lát, để rồi phải chết. Thị tộc Gác-xôn. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Ngươi cũng hãy lập danh sách con cháu Gác-xôn nữa, theo thị tộc, theo gia tộc và thị tộc của chúng. Những người tuổi từ 30 đến 50, ngươi sẽ kiểm tra hết, nghĩa là tất cả những ai đến tuổi nhập ngũ, để chúng phục vụ trong lều hội ngộ. Đây là dịch vụ mà các chi tộc Gác-xôn phải chu toàn. Chúng sẽ mang các tấm thảm của nhà tạm vào lều hội ngộ, bạt che lều, tức tấm bạt bằng da cá heo phủ trên lều, màn che cửa lều hội ngộ, các tấm rèm của khuôn viên, màn che cửa khuôn viên nằm quanh nhà tạm và bàn thờ, các dây buộc, các đồ dùng cần thiết cho dịch vụ của chúng. Tóm lại tất cả những gì liên quan tới dịch vụ ấy. Con cái Gác-xôn phải thi hành mọi dịch vụ khiêng vác, cũng như phục dịch, dưới quyền điều khiển của Aharon và các con. Các ngươi hãy giao cho chúng trông coi tất cả những gì chúng phải khiêng vác. Đó là dịch vụ dành cho các thị tộc con cái Gác-xôn trong lều hội ngộ. Và chúng làm việc dưới quyền kiểm soát của Ithamar, con tư tế Aharon. Thị tộc Merari. Ngươi hãy kiểm tra con cháu Merari theo thị tộc và gia tộc của chúng, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những ai đến tuổi nhập ngũ, để chúng phục vụ trong lều hội ngộ. Đây là những đồ vật chúng có trách nhiệm phải khiêng vác liên quan đến dịch vụ của chúng trong lều hội ngộ: khung nhà tạm, cột, kèo và đế, các cột chung quanh khuôn viên cùng các đế, cọc đóng, dây thừng và tất cả đồ phụ tùng liên quan đến dịch vụ của chúng. Vậy các ngươi hãy kê khai từng thứ một tất cả các đồ vật của chúng có trách nhiệm phải khiêng vác. Đó là các dịch vụ dành cho các thị tộc con cái Merari, dịch vụ mà chúng phải thi hành trong lều hội ngộ, dưới quyền kiểm soát của Ithamar, con tư tế Aharon. Kiểm tra chi tộc Lê-vi. Ông Mô-sê cùng với ông Aharon và các vị lãnh đạo cộng đồng đã kiểm tra con cháu Cơ-hát theo thị tộc và gia tộc họ, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những người đến tuổi nhập ngũ, để họ phục dịch trong lều hội ngộ. Tổng số người được kiểm tra tính theo thị tộc là 2.750. Đó là số những người trong thị tộc Cơ-hát được kiểm tra, tất cả những người phục vụ trong lều hội ngộ mà ông Mô-sê và ông Aharon đã kiểm tra theo lệnh Đức Chúa đã truyền qua ông Mô-sê. Số con cháu Gác-xôn được kiểm tra theo thị tộc và gia đình tổ tiên họ, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những người đến tuổi nhập ngũ, để phục vụ trong lều hội ngộ. Tổng số những người được kiểm tra theo thị tộc và gia tộc họ là 2.630. Đó là số con cháu Gác-xôn được kiểm tra theo thị tộc, tất cả những người phục vụ trong lều hội ngộ. Ông Mô-sê cùng với ông Aharon kiểm tra họ theo lệnh Đức Chúa. Các con cháu Merari được kiểm tra theo thị tộc và gia tộc, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những ai đến tuổi nhập ngũ, để phục vụ trong lều hội ngộ. Tổng số những người được kiểm tra tính theo thị tộc của họ là 3.200. Đó là các thị tộc con cháu Merari mà ông Mô-sê đã cùng với ông Aharon kiểm tra theo lệnh Đức Chúa đã truyền qua ông Mô-sê. Tổng số những người Lê-vi mà ông Mô-sê cùng với ông Aharon và các vị lãnh đạo con cái Israel đã kiểm tra theo thị tộc và gia tộc của họ, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những người đến tuổi phục dịch và khiêng vác trong lều hội ngộ. Tổng số những người được kiểm tra là 8.580. Theo lệnh Đức Chúa truyền qua Mô-sê,
người ta kiểm tra họ, chỉ định cho mỗi người việc phải làm và đồ vật phải khiêng vác. Thế là họ được kiểm tra như Đức Chúa đã chuyển cho ông Mô-xê. Chú thích bài đọc. Phần 1 thuộc truyền thống tư tế. Phần này mô tả các biến cố và luật lệ liên quan đến dân Israel được thành lập trước khi rời Sinai. Dân được tổ chức như một cộng đồng thánh thiện dưới quyền hàng tư tế. Dù chưa chiếm đất hứa, họ đã được sắp xếp đầy đủ để thi hành nhiệm vụ như một cộng đồng thờ phượng Đức Chúa. 19 ngày trước khi rời bỏ Sinai, người ta có thể thực hiện cuộc kiểm tra dân số và tổ chức các chi tộc, các luật lệ và chỉ thị liên quan đến sinh hoạt ở doanh trại, các tế phẩm của các người đứng đầu và nghi thức tấn phong các thầy Lê Vi, cử hành lễ vượt qua và những chỉ thị sau cùng trước khi lên đường, kiểm tra dân số và tổ chức cộng đồng để chuẩn bị lên đường. Thừa lệnh Đức Chúa, ông Mô-xê cho kiểm tra đàn ông có khả năng cầm vũ khí. Cứ 3 chi tộc làm thành một cánh quân và đóng trại chung quanh lều hội ngộ và nơi được quy định. Bản văn làm sáng tỏ mối tương quan giữa các tư tế với các thầy Lê Vi, đồng thời mô tả nhiệm vụ của họ đối với lều hội ngộ. Câu C. 1 tháng sau khi dựng nhà tạm, hoặc 13 tháng sau khi rời bỏ Ai Cập, hoặc 11 tháng sau khi tới Sinai, cuộc kiểm tra dân số là một hành động tôn giáo hơn là một hành động xã hội. Đó là một bằng chứng cho thấy những ai được liệt kê vào danh sách các chi tộc thì thuộc về đoàn dân của Thiên Chúa trong thời gian đóng trại ở hoang địa cũng như lúc di chuyển. Những người được kiểm tra luôn ở chung quanh lều hội ngộ. 12 chi tộc được kể theo thứ tự danh sách con cái ông Gia-cóp, trừ 2 người con của Zin-pa, chen vào giữa 2 người con của Pin-ha. Chi tộc Lê-vi dành riêng cho Đức Chúa nên không được kể vào danh sách này, còn chi tộc Giu-se được chia làm 2. Gát được đặt trước Giu-đa thay vì đứng sau A-xê, đó là thứ tự đóng trại ở chương 2 câu 14, và thứ tự cuộc kiểm tra dân số trước khi vào đất hứa ở 26 câu 15. Tổng số này phù hợp với xuất hành chương 38 câu 26. Trong xuất hành chương 12 câu 37, tổng số dân là 600.000 người, và trong dân số chương 26 câu 51 là 601.730 người. Có lẽ tác giả tư tế đã sử dụng tư liệu thời hậu Lưu Đày, dựa vào tổng số vàng dân cúng để dựng nơi thánh, tính cho mỗi đầu người là nửa seken, được 301.755 seken. Vì không phải thi hành nghĩa vụ quân sự, các thầy Lê-vi được liệt kê riêng. Sáng Thế chương 34 câu 24 đến 31, chương 49 câu 5 đến câu 9, coi Lê-vi như một chi tộc nổi loạn. Sách Xuất Hành nói ông Mô-xê và ông A-ha-rôn thuộc chi tộc Lê-vi, ca ngợi các thầy Lê-vi trong vụ con bò bằng vàng, xứng đáng phục vụ Thiên Chúa. Đa-li-ên chương 33 câu 8 đến 11 cho biết chỉ có các thầy Lê-vi trung thành trong vụ nguồn nước ở Meriva. Mặc dầu Xuất Hành chương 17 câu 1 đến câu 7, dân số chương 20 câu 2 đến 13 không hề nói đến vai trò của các thầy Lê-vi. Như thế có hai truyền thống về Lê-vi, một tích cực, một tiêu cực. Ezekiel chương 43 câu 19, chương 44 câu 15. Malachi chương 2 câu 4 coi Lê-vi là tư tế, trong khi các sách khác đều nói các Lê-vi chỉ là những trợ tá phục vụ đền thờ, nhưng tách riêng khỏi hàng tư tế. Sau thời Lưu Đày, các Lê-vi được coi là những người phụ giúp cho các tư tế. Trong dân số, các Lê-vi được đề cao, khiêng hòm bia giao ước, có trách nhiệm mang các đồ thờ, thánh điện, được thánh hiến cho Thiên Chúa và không phải đi lính hay chiếm đất hứa. Được dành riêng một số thành, dùng làm nơi trú ẩn cho tội nhân. Tuy nhiên, có một số thầy Lê-vi nổi loạn đòi ngang quyền với tư tế, nên bị Thiên Chúa giáng phạt. Được sử dụng 3 lần ở đây và cũng được nói đến trong Xuất Hành chương 38 câu 21 và dân số chương 10 câu 11.
Trong nhà tạm, người ta đặt hai tấm bia khắc ghi luật. Mục đích: ngăn ngừa dân chúng và những người thuộc các chi tộc khác không được phép tới gần nhà tạm, kẻo xúc phạm đến sự thánh thiện của nhà tạm. Danh sách này tổng hợp hai danh sách trên, chương 1 câu 5 đến 15 và chương 1 câu 20 đến 47. Thứ tự các chi tộc tương ứng với chương 1 câu 20 đến 47, trừ ba chi tộc của cánh quân Juda được xếp hàng đầu. Vì ba chi tộc này giữ vị trí danh dự phía đông lều hội ngộ. Sở dĩ Juda được kể hàng đầu vì Juda giữ vai trò quan trọng từ năm 721 trước công nguyên, khi đóng trại vòng ngoài phía đông gồm Issachar, Juda, Zebulun, phía nam gồm Simeon, Ruven, Gad, phía tây gồm Benjamin, Ephraim, Manasseh, phía bắc gồm Naphtali, Dan, Aser, vòng trong Môsê và Aharon phía đông, nhà Cơ-hát phía nam, nhà Gác-sôn phía tây, nhà Merari phía bắc. Khi di chuyển theo thứ tự, các chi tộc Juda, Issachar, Zebulun đi đầu, tiếp đến các thị tộc Gác-sôn và Merari mang nhà tạm. Các chi tộc Ruven, Simeon, Gad đi trước nơi thánh, thị tộc Cơ-hát mang nơi thánh. Các chi tộc Ephraim, Manasseh, Benjamin, các chi tộc Dan, Aser và Naphtali đi sau cùng. Đức Chúa luôn ở giữa dân người, theo truyền thống tư tế. Mỗi nhóm chi tộc có một cờ hiệu. Tổng số quân dưới mỗi cờ hiệu doanh trại, đoàn quân tiên phong này đông nhất. Vị trí của lều hội ngộ ở giữa hay đi giữa các doanh trại phản ánh quan điểm thần học của truyền thống tư tế. Thiên Chúa hiện diện ở giữa dân người để ban phúc lành cho dân. Chính Thiên Chúa lãnh đạo chỉ huy cuộc xuất hành tiến vào đất hứa, phía biển Địa Trung Hải. Ba chi tộc này có tổng số quân ít nhất. Nhắc lại chương 1 câu 47 đến 53 và chuyển tiếp chuẩn bị sang chương 3. Chương này nói đến nhiệm vụ và vai trò của các thầy Lê-vi, các câu 1 câu 4. Dòng dõi ông A-ha-rôn, các câu 5 đến 10. Các thầy Lê-vi phục vụ các tư tế, các câu 11 đến 13. Các thầy Lê-vi thay thế các trưởng nam, các câu 14-20. Kiểm tra chi tộc Lê-vi, các câu 21-39. Chi tiết về các thị tộc của Lê-vi và trách nhiệm của các thị tộc, các câu 40-51. Các thầy Lê-vi thay thế các trưởng nam và tiền chuộc các con đầu lòng. Thời hậu Lưu Đày, các tư tế giữ vai trò nổi bật hơn các thầy Lê-vi. Vì thế, tác giả sách Dân Số đưa các tư tế con cái A-ha-rôn lên trước các thầy Lê-vi. Trong khi xuất hành chương 6 câu 16-25 và Dân Số chương 26 câu 57-61 xếp A-ha-rôn đứng sau, bởi vì ông A-ha-rôn cũng xuất thân từ chi tộc Lê-vi. Thực ra, dòng dõi ông Mô-sê không được nhắc đến ở đây. Lê-vi chương 10 câu 1 đến câu 5, theo xuất hành chương 29 câu 7 và Lê-vi chương 8 câu 12, chỉ một mình ông A-ha-rôn thượng tế được sức dầu tấn phong. Có lẽ câu này mãi về sau mới thêm vào và cho thấy các tư tế thường cũng được sức dầu. Sau này, thượng tế Sa-đốc dưới thời vua Salomon rất nổi tiếng, xuất thân từ dòng dõi Elada, còn Ephrata làm thượng tế thời vua David, xuất thân từ dòng dõi Ithama. Các thầy Lê-vi thuộc cấp bậc thấp hơn các tư tế, khác với Ezekiel chương 44 câu 11-16. Các thầy Lê-vi không phải là những tư tế bị giáng cấp, nhưng là tín hữu được thăng cấp để giữ trật tự và phục dịch nhà tạm. Xem chương 8 câu 16-19. Các Lê-vi là những người được dâng hiến cho Đức Chúa, rồi người trao cho họ các tư tế. Sau này, người ta hiểu người được dâng hiến là những tôi tớ của đền thờ. Thực tế, họ như nô lệ hay dân ngoại. Nhiệm vụ tư tế là thi hành trong mọi việc liên quan tới bàn thờ và những gì sau bức màn trướng.
Tất cả con trai đầu lòng hay con đầu lòng súc vật phải được dâng hiến cho Đức Chúa, thuộc về người. Ở đây, các thầy Lê Vi được chọn thay thế cho các trưởng nam. Theo chương 18 câu 15, các con đầu lòng của người cũng như của súc vật đã được dâng cho Đức Chúa, đều được dành cho các tư tế. Vì thế các thầy Lê Vi được dành cho tư tế để phục vụ tư tế. Chính vì để thay thế các trưởng nam, con cái Israel, con cháu chi tộc Lê Vi được kiểm tra dân số từ 1 tháng tuổi trở lên. Các câu 21-39, các ngành thuộc chi tộc Lê Vi được liệt kê chi tiết và chịu trách nhiệm về nhà tạm, cũng như các việc phụ thuộc. Lều trại của dòng họ Gác-xôn hướng về và mở cửa ra phía đông. Bản Hip-ri là 8.600, sửa lại theo bản 70 Hy Lạp, cho phù hợp với tổng số ở các câu 22, 28, 34 là 22.000. Con trai Lê-vi từ 1 tháng tuổi trở lên, phía tay phải của người, hướng về phía mặt trời mọc, tức phía đông. Tên ông Aharon được thêm vào để làm nổi bật vai trò của ông bên cạnh ông Mô-xê. Các người Lê-vi thay thế các con đầu lòng. So với các câu 12-13, câu này nói rõ súc vật thay thế. Thông thường các súc vật đầu lòng phải chịu sát tế và không được chuộc lại. Con số trưởng nam này hơi ít sánh với tổng số người có thể cầm vũ khí ở chương 1 câu 46. 5 Seken, 1365 Seken. Chương này gồm những chỉ thị của Đức Chúa về các nhiệm vụ trông coi và tháo gỡ lều hội ngộ và nhà tạm khi rời bỏ Sinai, các câu 1-20, thị tộc Cơ Hát, các câu 21-28, thị tộc Gác-xôn, các câu 29-33, thị tộc Merari, tiếp đến cuộc kiểm tra chi tộc Lê-vi, các câu 34-48. Khác với chương 8 câu 23-26, quy định tuổi từ 25 trở lên, nơi khác quy định tuổi từ 20. Các đồ thờ được kể ở dưới các câu 5-14. Dịch vụ của thị tộc Cơ Hát là không được đụng đến, cũng không được nhìn các đồ thờ cực thánh khi di chuyển. Chỉ có các tư tế mới được phép đến gần các đồ thờ cực thánh. Mục đích là ngăn ngừa cho người ta không đụng đến hay nhìn thấy hòm bia giao ước. Đó là hương án bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Có lẽ các câu 15-19-20 phản ánh những nỗ lực giải quyết các tranh chấp giữa giới tư tế và thầy Lê Vi vào thời hậu lưu đày. Đây không phải là những đồ thờ cực thánh các người thị tộc Gác-xôn có thể đụng chạm tới và không phải phủ kín. Xem chương 3 câu 2 câu 4 ở đây, rõ ràng vai trò của Ithama kém hơn vai trò của Elada. Đây là cuộc kiểm tra chi tộc Lê-vi lần thứ hai. Cuộc kiểm tra lần thứ nhất có lẽ thuộc một truyền thống khác. Cuộc kiểm tra ba thị tộc Lê-vi được viết cùng những từ ngữ giống nhau. Các số liệu ở đây rất khác với các số ở chương 3 câu 28, 22, 34.